Khi mặt trời khuất sau dãy núi, bóng tối bao trùm khoảng trời vùng cao, cũng là lúc ánh đèn pin lấp ló trên con đường đến lớp của bà con bản Sam Quảng, xã Mường Lèo, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La. 19 giờ mới vào lớp, nhưng thầy giáo quân hàm xanh Hờ A Thành, đội vận động quần chúng, đồn biên phòng Mường Lèo đã có mặt từ sớm để chờ đón học viên lớp xóa mù chữ. Phòng học tạm, bàn ghế cũ, nhưng trên bảng xanh là những nét phấn mới mà các học viên tập viết mỗi ngày. Lần đầu tiên viết được tên mình, chị Lý Thị Dụ, người dân bản Sam Quảng không giấu nổi niềm hạnh phúc, bởi đây là mong ước của chị trong suốt gần 40 năm qua. Sau này mình biết chữ rồi thì mình dạy các con hầu nó, mình đi chỗ nọ chỗ kia thì mình biết viết, không có điện thoại thì mình phải viết chữ. Và ở nhà thì nó còn bố về thì bé mẹ nó đi đâu, đi làm nương hay là đi đâu. Hành trình chinh phục con chữ của bà con vùng biên giới Sơn La thật nhọc nhằn, nhưng trong mỗi lớp học là ánh mắt chan chứa niềm vui khi nét chữ dần được nắn nót trên trang vở cùng những tiếng tập đọc vang lên. Chiếc cân đồng hồ cùng những chai, lọ, bắp ngô, quả bí, những vật dụng gần gũi nhất với bà con luôn xuất hiện trong bài giảng của thầy giáo Hờ A Thành. Bởi vậy mà kiến thức cũng trở nên dễ hiểu, dễ nhớ hơn với gần 30 học viên đồng bào dân tộc Mông nơi đây. Đến với lớp học để có kiến thức, biết lao động sản xuất, giao thương hàng hóa là mong ước của nhiều học viên, từ người trẻ nhất 16 tuổi đến những đôi vợ chồng đã qua hơn nửa đời người với cuộc sống bấp bênh vì mù chữ. Đây là vợ tôi. Tên tôi là Giàng Tùng Lâu. Vì tôi bây giờ năm nay là tôi 51 tuổi rồi, già như vậy là chưa được đi học. Ấy bây giờ thì Đảng nhà nước quan tâm mở lớp cho chúng tôi để học, thế thì vợ chồng chúng tôi cũng già rồi nhưng mà phải cố gắng đi học cho nó biết chữ, để sau nó là bán lợn bán gà hay là bán thóc bán ngô để biết tính toán. Thiếu tá Hờ A Thành, cán bộ đồn biên phòng Mường Lèo, bộ đội biên phòng tỉnh Sơn La, người đứng lớp cho biết học viên không thể đi học ban ngày vì còn bận nương rẫy, mưu sinh, nên lớp xóa mù chữ được duy trì vào buổi tối. Các học viên đa độ tuổi, trình độ nhận thức khác nhau, nên bản thân anh phải rất kiên trì, nỗ lực vượt khó để dạy chữ cho bà con sao cho hiệu quả nhất. Tôi phải trực tiếp đi đến từng nhà, từng học viên để tuyên truyền vận động cho bà con nhân dân và các học viên để hiểu được là cái việc đi học là rất là quan trọng để phục vụ cho đời sống sau này. Trong quá trình giảng dạy thì cũng do bà con, các học viên là có người thì từ nhỏ cho đến lớn, và một là tay cứng, hai là phát âm là còn chưa được chuẩn, nên là tôi đã phải trực tiếp là viết chữ giang bản, trong đó thì cho các học viên là đọc từng chữ, viết từng nét chữ một. Ví dụ về toán học thì tôi cũng đã phải mua cái cân đĩa để cũng là các học viên khi mà mình học thì là sẽ mang những cái bát ngô hoặc quả bí hay là những cái vật dụng cho nó để cân đông đo trên mặt cân để các học viên là biết để sau này bán gà lợn hay là gia súc gia cầm thì còn biết buôn bán để trao đổi hàng hóa. Từ năm 2018 đến nay, đồn biên phòng Mường Lèo đã mở 6 lớp xóa mù chữ tại 6 bản trên địa bàn với hơn 160 học viên. Mỗi học viên đi học còn được hỗ trợ 10.000 đồng mỗi buổi cùng sách, vở và bút. Thượng tá Hoàng Văn Giáp, chính trị viên đồn biên phòng Mường Lèo, bộ đội biên phòng tỉnh Sơn La cho biết, ngoài duy trì các lớp học xóa mù chữ, đơn vị còn hỗ trợ nhiều cháu học sinh qua chương trình nâng bước em tới trường, hỗ trợ các điểm trường, nhà trường, thầy cô giáo, một số các công trình phụ trợ cho hoạt động học tập, sinh hoạt. Cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng chúng tôi thường xuyên xa nhà, thì chúng tôi thường thường là coi đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt, và được cái là cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng chúng tôi thường xuyên được sự cảm thông, chia sẻ, thương yêu đồng bào của bà con nhân dân, cho nên là cũng ấm lòng người chiến sĩ, và chúng tôi cũng xuyên luôn luôn xác định và phấn đấu là phải làm sao cho dân tin, dân hiểu, dân nghe và dân chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước, và cùng tham gia phối hợp với cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng là bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Mùa xuân mới với sự đồng lòng, đoàn kết, quan tâm, sẻ chia cùng những món quà đặc biệt có lẽ cũng là khởi đầu cho những ước mơ của bà con về cuộc sống mới tươi sáng hơn. Từ đây,
Hình ảnh về người lính quân hàm xanh, về nghĩa tình quân dân cũng ngày một lan tỏa, in dấu trên dải đất biên cương của Tổ quốc.